Chào tất cả quý vị đang xem trên kênh YouTube của Hũ Khám Phá nha. Nhắc đến Huế, các bạn nghĩ ngay đến điều gì nhỉ? Riêng mình khi nói đến Huế là mình nghĩ ngay đến giọng nói của người Huế. Giọng nói quá đặc biệt luôn đúng không các bạn? Nghe một cái là biết luôn nè. Rồi tiếp theo đó chính là ẩm thực của Huế. Chắc là do Huế là nơi ở của rất là nhiều vị vua chúa, nên thường xuyên tạo ra thật là nhiều món ăn ngon để tiến vua. Mà có lẽ vì vậy nên ẩm thực nơi đây ta phải nói là cũng thuộc vào loại phong phú bậc nhất ở nước ta. Bên cạnh hai điều, giọng nói và ẩm thực ở Huế, thì điều thứ ba hiện ra trong đầu mình mỗi khi nhắc đến Huế, đó chính là những công trình cổ kính gắn liền với các triều đại phong kiến có tuổi đời hàng trăm năm tuổi, mà ngày nay là những địa điểm du lịch thu hút khách du lịch từ khắp mọi nơi trong nước và ngoài nước mỗi khi đến Huế. Và chủ đề ngày hôm nay, Hữu và các bạn cùng nhau khám phá đó chính là những công trình lịch sử lâu đời của Huế. Mà nổi bật nhất theo mình đó chính là ba công trình cổ kính. Thứ tự này cũng chính là bố cục của tập phim của chúng ta ngày hôm nay luôn nha các bạn. Nó bao gồm như sau. Thứ nhất là Lăng Vua Khải Định, nơi người đời cho là kiệt tác chơi ngông của vị vua tăng thời Khải Định. Ở bên trong lăng vua thì có những gì nhỉ? Ở bên trong lăng vua thì chắc chắn sẽ có mộ phần của nhà vua rồi nè. Rồi còn có thêm một pho tượng được mạ vàng của nhà vua, được làm từ bên Pháp và chuyển về Việt Nam. Ở trên trần nhà là một bức tranh vô cùng kỳ bí, và nó được coi là bức tranh trăm năm không cũ, không mối mọt sâu bọ hay mạng nhện đóng. Và thêm một điều đặc biệt nữa đến từ bức tranh này, đó chính là nó được vẽ từ chính đôi chân của tác giả. Ở phía bên trên phần mộ của nhà vua có một thứ được gọi là bủ tán. Thoạt nhìn thì tưởng đâu được làm bằng lụa nhung, nhưng không phải đâu nha. Nó được làm từ bê tông cốt thép và nặng lên tới hàng nghìn tấn. Ngoài ra thì còn có hàng loạt các công trình độc đáo và thú vị có mặt ở bên trong lăng mộ này nữa. Có rất là nhiều lời đồn về giới tính của vua Khải Định. Người ta cho rằng ông rất là sợ phụ nữ và là người đồng tính. Thông tin đó thực hư như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong tập phim này luôn nha. Công trình thứ hai mà Hữu và các bạn cùng nhau khám phá đó chính là Lăng Vua Minh Mạng. Nếu như Lăng Vua Khải Định là sự kết hợp của kiến trúc Đông Tây, mà nhìn chung phần Tây thì hơi bị nhiều luôn đó các bạn, thì lăng của vua Minh Mạng lại mang một nét cổ xưa rất bình dị và dựa trên tư tưởng nho học là chính, mang đậm dấu ấn Việt Nam. Công trình thứ ba cũng là công trình cuối cùng trong chuỗi khám phá của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chùa Thiên Mụ. Ngôi chùa linh thiêng lâu đời nhất xứ Huế, có tuổi đời trên 4 thế kỷ, vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá về câu chuyện kỳ bí, vô cùng ma mị về hồn ma của một chàng trai đeo bám ngôi chùa này, với một lời nguyền rằng bất kỳ đôi trai gái nào đến đây đều cũng phải bị chia tay. Nghe thôi là đã thấy tò mò rồi đúng không nào các bạn? Những công trình này như lăng vua, chùa cổ hay kinh thành của nhà vua, thông thường chúng ta chỉ có dịp nhìn thấy trong các bộ phim của Trung Quốc. Còn nền điện ảnh của nước nhà chưa được phát triển cho lắm, nên chúng ta hiếm gặp hơn. Đây cũng là một dịp để chúng ta nhìn lại mình và nhìn sang bên họ nha. Trong một tập phim mà có quá trời nhiều thứ hay ho, hấp dẫn và thú vị, vậy quý vị ơi, hãy tiếp tục đồng hành cùng mình nhé. Chúng ta đi thôi nào. Sau một hồi lên hoay tìm đường thì rốt cuộc tụi mình cũng đã đến nơi đây. Đây chính là mặt trước của lăng vua Khải Định. Cái lăng của vua Khải Định này đang nằm trên một ngọn núi, và núi này có tên là núi Châu Chữ nha các bạn. Đây là vị trí của lăng vua Khải Định trên Google Maps. Còn đây là sông Hương. Khoảng cách của kinh thành Huế so với lăng Khải Định, kinh thành Huế này mình sẽ đi sau nha các bạn. Còn bây giờ chúng ta hãy tiếp tục khám phá lăng vua Khải Định này thôi nào. Đây là cái cổng đầu tiên mà chúng ta bước qua. Thì các bạn có thể thấy là những trụ cột của cái cổng này có hình trụ cột nhọn nhọn, thì nó được xây dựng dựa theo kiến trúc đền tháp của Ấn Độ. Quả thật thì rất là mới lạ luôn. Tiếp theo mình còn sẽ chỉ ra thật là nhiều điểm độc đáo và mới lạ trong ngôi lăng mộ này luôn. Các bạn tiếp tục đồng hành cùng mình nhé. Lăng mà chúng ta đang đi tham quan là lăng mộ của vua Khải Định. Vậy vua Khải Định là ai? Chắc có lẽ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút xíu về vua Khải Định này nha các bạn. Vua Khải Định là một trong 13 vị vua của triều Nguyễn, tồn tại trong vòng 143 năm, từ năm 1802 cho đến năm 1945. Và đây cũng chính là kết thúc của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam của chúng ta. Còn đây là danh sách 13 vị vua triều Nguyễn. Khải Định là vị vua áp chót luôn nha các bạn. Và ông cũng chính là phụ thân của vị vua cuối cùng của Việt Nam, đó chính là vua Bảo Đại, và là cha chồng của Nam Phương Hoàng hậu. Những vị vua càng về sau này thì càng có tư tưởng tăng thời, như vua Khải Định cũng có nè, và vua Bảo Đại thì là vua gần đây nhất thì càng thể hiện điều đó hơn nữa. Mình từng có một tập phim về các lâu đài biệt thự của vua Bảo Đại theo kiểu Pháp ở Đà Lạt. Các bạn nào chưa xem nhớ đón xem nha. Còn về vua Khải Định thì hôm nay mình sẽ chỉ ra điều đó luôn. Còn bây giờ chúng ta hãy quay về với lăng của vua Khải Định và bước vào cổng xoát vé.
Điều đầu tiên đập vào mắt của chúng ta lúc này đó chính là hình ảnh của chiếc cổng Tam Quan, một biểu tượng kiến trúc khá là nổi tiếng trong nền văn hóa kiến trúc của Việt Nam. Bố cục khu lăng mộ này khá là gõ nét, theo mình là vậy, được chia làm 3 phần giặc cấp. Mình đang bước vào phần giặc cấp thứ nhất nha các bạn. Ở phần này chúng ta sẽ có hai tòa nhà, một bên gọi là Tả Tòng Tự, còn một bên được gọi là Hữu Tòng Tự. Thì chức năng của nó ngày xưa là dùng để thờ các vị công thần, nhưng mà ngày nay hai công trình này dùng để bán quà lưu niệm và phòng cho thuyết minh viên tại lăng. Và điều đầu tiên gây ấn tượng mạnh đối với mình lúc này đó chính là màu sắc của ngôi lăng này. Mình cảm nhận được màu sắc nguyên bản của ngôi lăng, một cái màu mà chịu sự tác động của thời gian, bị gông gieo bám vào tạo nên một màu đen huyền bí, càng làm cho sự kích thích của mình tăng cao hơn nữa. Tầng thứ hai này được gọi là tầng nghi môn và săn bái đính. Cái công trình trước mặt của mình, hình bát giác lúc này đó chính là bi đình các bạn à. Mà trong bi đình này có một bia đá cao đến 3,1m, được con của vua Khai Định là vua Võ Đại dựng nên. Trong đó có ghi một vài nội dung mà chút xíu nữa mình sẽ khám phá sau nha các bạn. Ở hai bên săn có những hàng lĩnh quan văn và văn võ. Mình sẽ đi qua khu vực quan võ trước nha các bạn. Quan thì đứng trước, còn lính thì đứng sau, còn ngựa và voi sẽ đứng sang một bên. Các pho tượng này đều được đúc theo tỷ lệ 1-1 nha các bạn. Có nghĩa là người ở ngoài đời như thế nào thì sẽ được đúc tượng đúng như vậy. Qua đó chúng ta cũng có thể thấy là người Việt của chúng ta ngày xưa cũng khá là thấp bé nhỏ con. Hai cây cột hai bên này cũng rất là độc đáo nữa này, mà mình rất ít thấy trong kiến trúc của người Việt của chúng ta. Nhưng mà có vẻ quen quen, hình như là đi chùa Khmer hay là chùa Thái Lan thì mình thấy đâu đó thì phải. Còn nói về đề tư của vua Khai Định, trong rất là nhiều tài liệu mà mình có tham khảo, người ta cho rằng ông là vị vua mang nhiều tai tiếng nhất trong số 13 vị vua thời nhà Nguyễn. Mọi người chỉ trích ông là một ông vua buồn nhìn nè, nhu nhược trước thực dân Pháp. Không những thế, vua Khai Định còn nổi tiếng là một ông vua ăn chơi, cờ bạc và tiêu pha vô cùng xa xỉ. Đặc biệt, ông có một sở thích ăn mặc vô cùng khác người, mà người đời cho đó là sở thích ăn mặc lai căng, diêm dúa và lè lẹt chẳng giống ai. Một ông vua như lời linh mục Léopold Cadière mô tả, mình sẽ trích dẫn nguyên văn như sau: mặc cơm lét bên trong, khoác long bào bên ngoài, ngực lấp lánh bắt đầu bội tinh, thắt lưng gắn bóng đèn điện chớp đỏ. Đó các bạn có thể thấy đó, đa phần các tài liệu đều chỉ trích ông rất là nặng nề như vậy. Tính cách có phần đặc biệt đó còn thể hiện gắt gỏ trong những công trình kiến trúc quan trọng của ông. Trong đó có lăng chúng ta đang tham quan luôn nè các bạn, lăng của chính ông, lăng vua Khai Định. Còn bây giờ mình sẽ vào bên trong bi đình nha. Nó đây là cái bia đá cao 3,1m đây, nhằm ghi lại công đức của vua Khai Định. Như mình có nói, bia này là bia được vua Bảo Đại xây dựng, tức là con của vua Khai Định. Đây là mặt trước của bia này các bạn, và được ghi bằng chữ Hán tự, cho nên mình cũng không hiểu là bia này đã ghi những gì nữa. Còn bây giờ mình sẽ đi ra mặt sau của miếng bia đá này nha các bạn. Nó, mặt sau của miếng bia đá này bị ghi chi chít bởi những tên của những người đến đây tham quan. Nhìn cảnh tượng này mà mình cảm thấy vô cùng đau lòng luôn đó các bạn. Một công trình đặc biệt như vậy chỉ có một cái duy nhất trên cõi đời này thôi, không có cái thứ hai. Nếu mà để mất đi, chúng ta sẽ không bao giờ có nó lại lần nữa. Mình có nghe nói rằng thì trước đây lăng không có người bảo vệ, cho nên du khách đến đây tham quan, ai đó đã vô ý thức và đã ghi lên trên tấm bia này. Một hành động vô cùng đáng bị lên án đúng không các bạn? Còn nói về kiến trúc của lăng vua Khai Định thì chúng ta luôn luôn có hai luồng ý kiến. Một bên thì chỉ trích, còn một bên thì tán dương. Bên tán dương thì cho rằng lăng Khai Định mang vẻ đẹp độc đáo, mới lạ khiến cho người xem có cảm giác choáng ngợp trước quy mô và sự bề thế của nó. Còn bên chỉ trích thì cho rằng kiến trúc của lăng vua Khai Định là sự kết hợp tạp nham, cạch cõm, lố bịch từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á. Cụ thể ở đây đó chính là kiến trúc của Pháp, kiến trúc Việt Nam, kiến trúc cung đình Huế, có cả kiến trúc Ấn Độ và một phần nào đó của Trung Quốc và Nhật Bản. Điều đó thể hiện cá tính ngông nghênh cùng sở thích kỳ quặc của vua Khai Định. Thậm chí, giới nghiên cứu văn hóa kiến trúc lịch sử, nhiều người còn đặt lăng Khai Định ra ngoài dòng kiến trúc truyền thống thời nhà Nguyễn, bởi họ cho rằng nó vừa quá mới lại vừa quá lạ trong mắt người đương thời. Các bạn có thấy hai biểu tượng này khá là đặc biệt mà ít khi ở Việt Nam chúng ta thấy ở trong những kiến trúc cổ như vậy, có đúng hay không các bạn? Trong tài liệu mình có tham khảo thì lăng Khai Định bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi kiến trúc của phương Tây, nhất là kiến trúc của Pháp, và trong đó kể ra cụ thể đó chính là mượn biểu tượng của cây thánh giá. Nhìn hai biểu tượng này cũng có phần nào giống cây thánh giá luôn ha mọi người. Mình đang bước lên tầng 3 của công trình này. Tòa nhà màu trắng đang bị gông gieo phủ đầy này đó chính là cung Thiên Định, mà theo mình cảm nhận thì đây chính là bộ phận quan trọng nhất, bộ phận chính của toàn thể lăng mộ này. So với các lăng vua tiền nhiệm, lăng Khai Định có diện tích khá là khiêm tốn, nhưng ngược lại cực kỳ công phu và tốn nhiều thời gian. Để xây dựng lăng, Khai Định đã cho người sang tặng bên Pháp mua sắt, thép, xi măng cũng như là ngói, rồi cho tặng thiền sang Trung Hoa, Nhật Bản để mua đồ gốm, sứ, sành, thủy tinh để thiết kế nên công trình lăng tẩm này. Nếu mà nhìn chung chung
thì quả thật lăng vua Khải Định cũng trông giống như một dinh thự thời Pháp, có đúng không các bạn? Có một điều đang gây ấn tượng cực kỳ mạnh đối với mình lúc này, đó chính là mặt trước của cung Thiền Định. Phải nói là có rất là nhiều chi tiết được trang trí, chi chít luôn đó các bạn, trông vô cùng tỉ mỉ và sắc nét luôn nha. Đẹp quá luôn đó các bạn, thiệt sự á, không phải cái này là mình nói chứ, mình thấy quá đẹp luôn nè. Cái điêu khắc á, với cái kiến trúc vô cùng tinh xảo luôn. Vô đây mà mình cảm thấy là bị thu hút cực kỳ á. Còn bây giờ mọi người ơi, hãy tiếp tục đi theo mình để bước vào bên trong cung Thiền Định này nha. Nơi mà đặt bàn thờ để thờ vua Khải Định, cũng như là nơi đặt thi hài của nhà vua. Đây là bàn thờ của vua Khải Định nè các bạn. Về kiến trúc bên trong của cung Thiền Định, theo mình thì có hai thứ chúng ta cần phải quan tâm. Đó chính là thứ nhất, bức tranh trên trần nhà, Cửu Long Ẩn Vân. Để nói về bức tranh này, ta phải dùng từ đó chính là ly kỳ. Thật sự quá ly kỳ luôn đó các bạn. Cụ thể nó là như vậy này. Thứ nhất, bức tranh Cửu Long Ẩn Vân của cụ Phan Văn Tánh thể hiện chính con rồng trong mây. Mặc dù đã trải qua hàng trăm năm tuổi và gần như không được ai quét dọn, nhưng bức tranh vô cùng mới, nét mực đậm, sắc nét và không có một miếng mặn nhện nào luôn đó các bạn. Người ta cũng không hiểu tại sao nó được như vậy nữa. Và một điều gây sốc cho mình nữa này, một bức tranh lớn, tỉ mỉ và đẹp như vậy, và đó cũng lại là một bức tranh vẽ rồng cho hoàng thượng, cho nên cần phải thể hiện được sự uy nghiêm cũng như là sự thiêng liêng. Nhưng mà bức tranh này được vẽ bằng chăn đó các bạn. Các bạn không nghe lầm đâu, bức tranh này được vẽ bằng chính đôi chăn của tác giả, chứ không phải bằng đôi tay đâu nha. Không những vậy, ông còn nằm ngửa để vẽ nữa. Wow, quả thực mình rất là ngạc nhiên với thông tin này. Và điểm nổi bật thứ hai bên trong kiến trúc của cung Thiền Định này, đó chính là nghệ thuật khảm sành sứ và hội họa. Người ta cho rằng trong lăng này đã đạt tới trình độ điêu luyện tuyệt mỹ, có 102. Để mình quay kỹ lại cho các bạn xem nha. Các mảnh sành sứ này được mua từ Trung Quốc hoặc từ Nhật Bản, sau đó đập nhỏ ra, chọn màu sắc, rồi mài dũa cắt tỉa tỉ mỉ này để cho phù hợp với bức tranh, rồi khảm vào bức tranh như vậy. Còn bây giờ mời các bạn hãy cùng mình đi tham quan một số bảo vật của Trường Nguyễn này nhé. Nói về kinh phí xây dựng của ngôi lăng này, để có kinh phí xây dựng, ông đã xin chính quyền bảo hộ Pháp cho tăng thuế lên tới 30%, cũng như huy động sức người để xây dựng công trình, mặc cho đời sống dân dân lúc bấy giờ vô cùng khó khăn. Điều này đã làm cho dân chúng oán trách, xã hội lên án, để lại một hình ảnh không tốt về một vị thiên tử trong lòng người dân. Cái bàn này thì không biết có phải làm bằng vàng không nữa ta. Một số bảo vật thì giống phương Tây, nhưng một số bảo vật thì lại giống phương Đông, ha mọi người. Kiếm bạc kiếm đồng, khảm tam khí thời Nguyễn. Tiếp theo mình sẽ chính thức đi vào điện Khải Thành, nơi mà đặt tượng nhà vua để thờ, cũng như là thi hài của nhà vua. Không biết mọi người như thế nào chứ, quả thực mình đang bị choáng ngợp về sự trang trí bên trong điện Khải Thành này. Quả thực quá nhiều chi tiết luôn đó các bạn. Trên các bức tường, trần nhà hay cột trụ đều có chi chít các hình khắc họa hoặc hình vẽ. Trước mắt của chúng ta đó chính là pho tượng của vua Khải Định đang ngồi trên phần mộ của chính ông. Pho tượng này được làm ở Pháp đó nha các bạn, và do người Pháp làm luôn, cũng làm theo tỷ lệ 1:1, và sau đó chuyển về Huế và được người Huế dắt vàng lại. Còn bên dưới tượng đó chính là phần mộ của nhà vua. Còn bây giờ các bạn hãy thử nhìn lên phía trên nha, nó có một cái tấm rèm hình vuông vuông đó các bạn, thì người ta gọi đó chính là bủ tán. Thoát nhìn thì mình cứ nghĩ đó là làm bằng vải hay là làm bằng lụa, thì nó có thể bay trước gió, nhưng mà không hề luôn nha các bạn. Nó được làm hoàn toàn từ bê tông cốt thép và nặng lên tới 1 tấn luôn đó mọi người. Còn phía sau lưng nhà vua có hình ảnh của một mặt trời, nhưng mà đây là mặt trời đang lặn nha mọi người. Tác phẩm này được gọi là Thái Dương Hạ Sàng, mặt trời tượng trưng cho nhà vua, còn mặt trời đang lặn tượng trưng cho cái chết của nhà vua. Các vòng hoa này nè các bạn là từ bên Pháp chuyển về khi hay tin nhà vua của chúng ta mất. Những vòng hoa như vậy được làm bằng đồng và có vẻ như theo thời gian thì màu sắc của nó bị phai nhạt đi ít nhiều. Khác với các lăng tẩm khác thì lăng vua Khải Định là nơi duy nhất biết được chính xác vị trí chôn cất nhà vua. Còn bây giờ mình sẽ đi qua bề bên kia của điện Khải Thành này. Cũng được bài trí tương tự như chỗ mà chúng ta vừa đứng hồi nãy. Có một điều này nữa cũng rất là gây tò mò đối với mình, đó chính là trong quá trình tìm hiểu tài liệu thì có rất là nhiều bài báo mà tiêu đề của nó như vậy luôn nè các bạn.
Khải Định, vị vua không thích đàn bà, căn bệnh sợ đàn bà của vua Khải Định. Vị vua kỳ quặc nhất lịch sử Việt Nam, ôm thì vệ ngủ hằng đêm, nhưng vẫn có con nói giỏi. Vua Khải Định, vị vua chối bỏ hậu cung, có thói quen ôm đàn ông khi ngủ. Từ đó có rất là nhiều người cho rằng vua Khải Định là người đồng tính nam luôn các bạn ạ. À, rồi cũng do vậy mà họ còn đặt nghi vấn về mối quan hệ huyết thống cha con với vua Bảo Đại sau này nữa. Rất rất là nhiều câu chuyện ly kỳ như vậy luôn. Nhưng mà hôm nay chúng ta hãy tập trung cùng nhau tìm hiểu về lăng của ông thôi nha. Còn bạn nào muốn tìm hiểu hơn về đời tư của ông, mình sẽ để lại thông tin dưới phần bình luận này nha. Như vậy mình đã dẫn cho các bạn tham quan toàn bộ lăng của vua Khải Định này rồi. Mặc dù là hơi nhỏ hơn so với những gì mình tưởng tượng từ trước khi đến đây, hay là qua những bộ phim ảnh của Trung Quốc mà mình đã được xem, nhưng dù sao chúng ta cũng không thể nào so sánh được với họ. Bởi trong giai đoạn phong kiến, Trung Quốc quả thật là một nước rất là lớn và rất là mạnh luôn, nhất là đối với những nước Á Đông như chúng ta. Quay lại lăng vua Khải Định, mặc dù hơi nhỏ là vậy, nhưng kiến trúc lại vô cùng tinh xảo và rất là độc đáo luôn. Đó là việc pha trộn rất nhiều nền văn hóa lại với nhau. Dù cho vua Khải Định hay lăng của ông từng bị người đời dè biểu, thì dù sao ông cũng đã để lại cho hậu thế một điều gì đó rất là ý nghĩa, ít nhất là đối với du lịch của Huế ngày hôm nay. Để kết thúc về phần lăng của vua Khải Định này, mình xin đọc lại nguyên văn một nhận xét như sau. Hành động tăng thuế cũng như huy động sức người của nhà vua đã bị lịch sử lên án một cách gay gắt, nhân dân oán trách, để lại một hình ảnh không tốt đẹp về một vị thiên tử trong lòng người dân. Nhưng cũng chính vì sự tốn kém, công phu ấy đã tạo nên một kiệt tác kiến trúc tuyệt mỹ mà bất cứ ai khi đến đây tham quan lăng của vua Khải Định cũng không khỏi trầm trồ và ấn tượng. Còn bây giờ hãy nói lời chào tạm biệt đối với lăng của vua Khải Định để tiếp tục khám phá một lăng của vị vua khác cũng rất gần đây luôn, đó chính là lăng của vua Minh Mạng, vị vua thứ hai trên tổng số 13 vị vua của thời nhà Nguyễn. Như vậy đời vua Minh Mạng cách đời vua Khải Định là 10 đời và cách nhau tầm 100 năm. Ngoài việc tìm hiểu và khám phá ngôi mộ của lăng vua Minh Mạng, chúng ta hãy cùng nhau so sánh lăng của vị vua này với lăng của vua Khải Định mà chúng ta vừa khám phá. Điều đó sẽ giúp chúng ta làm rõ hơn về mặt kiến trúc của hai ngôi lăng này nhé. Và bây giờ hãy đi khám phá cùng mình thôi nào. Đây là vị trí lăng vua Khải Định mà chúng ta vừa khám phá xong. Còn đây là lăng vua Minh Mạng. Lăng Minh Mạng được bao quanh bởi hai cái hồ có tên là hồ Tân Nguyệt và hồ Trường Minh, và nằm cạnh bên con sông Hữu Trạch là một nhánh của con sông Hương. Đây là khoảng cách của hai lăng nè các bạn, cũng khá gần nhau luôn đúng không? Minh Mạng là người con trai thứ tư của vua Gia Long, là một người thông minh, lanh lợi, có ý chí và có nề nếp gia giáo. Đây là vị vua có công vô cùng lớn trong công cuộc cải cách đất nước, đưa đất nước Đại Nam lên sánh ngang với những quốc gia Đông Nam Á lúc bấy giờ. Còn nói về lăng của ông, trải qua 14 năm tìm kiếm, núi Hiếu Sơn được lựa chọn để xây dựng lăng do có vị trí vô cùng phù hợp. Ông đã lấy tên núi để đặt tên cho lăng của mình, tức là Hiếu Lăng. Lăng của vua Minh Mạng được bắt đầu xây dựng vào năm 1840. Mặc dù lăng đã được lên bản vẽ thiết kế, nhưng thật không may, khi chưa hoàn thành xong lăng thì vua Minh Mạng đã lâm bệnh và băng hà. Ngay sau đó một tháng, vua Thiệu Trị lên ngôi vua và tiếp tục tiến hành công cuộc đào hố xây lăng đúng họa đồ của vua cha để lại. Năm 1841, hai cốt của vua Minh Mạng được đưa vào chôn trong Vũ Thành, nhưng mãi đến 1843, lăng mới chính thức được hoàn thiện. Nếu như lăng của vua Khải Định là sự kết hợp giữa kiến trúc Đông Tây, thì lăng của vua Minh Mạng lại mang một nét cổ xưa bình dị. Vốn được biết là vị vua tinh thông nho học, sùng đạo Khổng Minh, lại có tinh thần hướng ngoại, nên toàn bộ công trình kiến trúc của ông được xây dựng dựa trên những tư tưởng nho học là chính. Còn về kích thước, toàn bộ khuôn viên có diện tích 1.750 m². Nếu so với các lăng khác như lăng của vua Khải Định, lăng Tự Đức, thì lăng Minh Mạng không nguy nga, tráng lệ, nhưng lại được biết đến là khu lăng tẩm đạt chuẩn mực về kiến trúc lăng tẩm nhất trong tất cả các lăng tẩm triều Nguyễn. Lăng hiện tại là một tổng thể kiến trúc khá quy mô, bao gồm 40 công trình lớn nhỏ, rải rác từ ngoài vào trong. Lăng cũng thể hiện cho sự đầu tư xây dựng cũng như toàn bộ tâm huyết của vua Minh Mạng thời còn trị vì. Còn bây giờ hãy nói lời chào tạm biệt đối với lăng của vua Khải Định cũng như là lăng của vua Minh Mạng này nhé. Chúng ta hãy tiếp tục đến với một địa danh khác cũng vô cùng nổi tiếng ở xứ Huế này, đó chính là chùa Thiên Mụ, hay còn có một cái tên gọi khác đó chính là chùa Linh Mụ. Đây là con đường dẫn vào chùa Thiên Mụ nè các bạn. Ở bên đường sẽ có rất là nhiều người đang bán quà lưu niệm. Còn đây chính là mặt trước của ngôi chùa Thiên Mụ này, với 4 cây cột trông rất là cổ kính luôn đúng không nào. Sông Hương và bến thuyền trước chùa. Tại bến thuyền này có một đôi nam nữ đã từng tự vẫn ở đây, và hồn ma của chàng trai đã nhập vào ngôi chùa này. Để biết thực hư câu chuyện này như thế nào, mời các bạn xem vào cuối clip này nhé, mình sẽ làm rõ hơn. Sông Hương và núi non trùng điệp trông thật đẹp làm sao. Chùa Thiên Mụ mà chúng ta đang tham quan hiện nay, đây là ngôi chùa được hình thành sớm nhất ở xứ Huế, có tuổi đời trên 4 thế kỷ, cụ thể được thành lập vào năm 1601, ở đời chúa tiên Nguyễn Hoàng, vị chúa đầu tiên trong đàn trong, nằm trên đồi Hà Khê cạnh con sông Hương thơ mộng. Còn bây giờ mình sẽ bước chính thức vào ngôi chùa này nha các bạn. Hôm nay có rất là nhiều khách đang đến viếng thăm ngôi chùa này.
Còn nói về quá trình hình thành nên ngôi chùa này thì có rất là nhiều tài liệu ghi rằng trong giai đoạn của chúa Nguyễn Hoàng đã đích thân đi xem xét địa thế nhiều nơi để chuẩn bị cho việc xây dựng cơ đồ của dòng họ Nguyễn. Trong một lần cưỡi ngựa dọc sông Hương, ông đã bắt gặp một ngọn đồi tên là Hà Khê, nhận thấy nó giống như một con rồng đang nằm quay đầu lại. Đồng thời người dân địa phương cũng cho biết nơi đây ban đêm thì thường xuyên có một bà lão mặc đồ đỏ, quần lục xuất hiện trên đồi và nói với người dân rằng rồi nơi đây sẽ có một vị chân chúa đến lập chùa để tụ linh khí, làm bền cho long mạch, cho nước Nam hùng mạnh. Do đó chúa Nguyễn Hoàng vào năm 1601 đã cho xây dựng ngôi chùa trên đồi, ngoảnh mặt ra sông Hương và đặt tên nó là chùa Thiên Mụ. Các cô, các chú đều mặc áo dài hết luôn này. Tòa tháp cao tầng này đó chính là tháp Phước Duyên. Và hai bên tháp có hai nhà tứ giác đặt hai tấm bia thời Thiệu Trị. Đây là vị trí của một trong hai nhà tứ giác này các bạn. Bên trong nó có một tấm bia như vậy này. Mặt ngoài của nhà tứ giác. Đi vào một chút xíu nữa chúng ta sẽ có hai ngôi nhà lục giác. Và đây là một cái, đối diện qua bên kia có thêm một cái nữa nha các bạn. Bên trong nhà lục giác này có một cái chuông. Cái chuông này nè các bạn, được chúa Quốc đúc vào năm 1710 và nó có trọng lượng lên tới 2 tấn và được gọi là Đại Hồng Chuông. Hình ảnh tòa tháp xuất hiện trước mắt các bạn quả thật thì quá quen thuộc rồi đúng không nào? Đó chính là tòa tháp Phước Duyên, là một biểu tượng nổi tiếng gắn liền với chùa Thiên Mụ. Tháp cao 21m gồm 7 tầng, được xây dựng ở phía trước chùa vào năm 1844. Mỗi tầng đều có thờ tượng Phật, mà trước đây những ngôi tượng này đều được làm bằng vàng, nhưng sau này đúc lại bằng đồng nha các bạn. Sau lưng tháp Phước Duyên là một bài thơ của vua Khai Định, được dựng vào năm 1919. Tòa công trình này là cổng tam quan và cũng là lối đi chính để bước vào bên trong của chùa Thiên Mụ. Cổng này có 3 lối tượng trưng cho 3 giới, đó chính là nhân, thần và quỷ. Công trình này gồm 2 tầng và 8 mái. Em đu đi. Đụng vách. Không có râu thật luôn này. Còn bây giờ mình sẽ cho các bạn tham quan khung cảnh bên trong ngôi chùa nhé. Còn bây giờ chúng ta đang chuẩn bị bước đến ngôi điện Đại Hùng. Và đây chính là chính điện của ngôi chùa này và cũng là công trình lớn nhất trong ngôi chùa. Phía trước khu chính điện có một cái lư hương rất là lớn luôn. Còn bây giờ mình sẽ bước vào bên trong chính điện Đại Hùng này nhé. Ở chính giữa điện có một tượng Phật Di Lạc rất là lớn và bây giờ mình sẽ tiến lại đó đây. Hôm nay mọi người đi chùa rất là đông luôn. Tượng Phật Di Lạc này các bạn, tượng Phật này có đôi tai rất lớn thì mọi người cho rằng đôi tai lớn như vậy là để lắng nghe nỗi khổ cực của chúng sinh. Còn chiếc bụng của ông rất là to thì chiếc bụng to như vậy là để khoan dung cho những lỗi lầm của nhân dân. Còn bên trong này thì có rất là nhiều tượng Phật luôn. Cái mái ngói chừa ra những lỗ như vậy khiến cho ánh nắng lọt qua tạo nên những vệt sáng rất là đẹp luôn ha các bạn, làm cho không gian của ngôi chùa trở nên huyền bí và kỳ ảo hơn. Ở trong ngôi điện này có khá là nhiều cây cột to và những cây cột này được phục chế vào năm 1959. Trước kia được làm bằng gỗ nhưng bây giờ được làm bằng bê tông và phủ một lớp sơn để giả gỗ.
Với cảnh đẹp tự nhiên và quy mô mở rộng từ thời đó, chùa Thiên Mụ đã trở thành ngôi chùa đẹp nhất xứ Đàng Trong, trải qua nhiều biến cố lịch sử. Chùa Thiên Mụ đã từng được dùng làm lễ tế đắc dưới triều Tây Sơn khoảng năm 1788, rồi được trùng tu tái thiết nhiều lần dưới triều đại các vua nhà Nguyễn. Vào năm 1904, bão lớn ở Huế đã làm chùa đổ nát. 3 năm sau, vua Thành Thái cho trùng tu, nhưng mà từ đó quy mô của chùa không còn được to lớn như trước, nhưng vẫn còn cổ kính và trang nghiêm. Cái này là cái gì vậy ta? Bùa hả mọi người? Trông bự và dài lắm luôn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nói lời tạm biệt với Điện Đại Hùng để đi ra phía sau và tiếp tục khám phá thôi nào. Sau lưng Điện Đại Hùng là Điện Địa Tạng và Điện Quan Thái Âm. Điện Địa Tạng được xây dựng trên nền Điện Di Lạc trước đây, được chạm trổ nhiều hình ảnh với kiến trúc độc đáo. Còn Điện Quan Thế Âm nằm giữa rừng cây và được trang trí giản dị hơn. Hình ảnh ngôi tháp ở cuối cùng ngôi chùa này, đó chính là khu mộ tháp cổ của Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, vị sư trụ trì nổi tiếng dành cả cuộc đời cho những hoạt động ích đạo. Ngôi tháp này cũng cao 7 tầng, tuy nhiên về quy mô thì không lớn được như tháp Phước Duyên, và xung quanh thì như các bạn thấy, đó chính là gừng thông bạc ngàn. Do mình bay trên cao như vậy này mà mình đã tình cờ phát hiện ra là ở sau lưng ngôi chùa Thiên Mụ có rất là nhiều ngôi mộ với nhiều hình dáng khác nhau, trông cực kỳ lạ mắt luôn. Mình sẽ bay vài vòng để các bạn cùng nhau khám phá đó nhé. Quá trời mộ luôn đó các bạn, mộ bao la chi chít hết. Ở giữa khu mộ này có một con đường, mình đang tự hỏi lỡ như ban đêm thì làm sao mà dám đi qua con đường này đây. Sau hàng hàng lớp lớp những ngôi mộ là cánh đồng lúa đang trong mùa gặt với một màu vàng óng ánh, trông đẹp gì đâu luôn đó mọi người. Sao tự nhiên ở đây có một phần mộ lẻ loi vậy ta? Đang tham quan những ngôi mộ này là mình nhớ đến một câu chuyện mà sẵn đây mình sẽ kể cho các bạn nghe luôn nha. Đây là câu chuyện mang màu sắc tâm linh và có phần kỳ bí. Câu chuyện của chúng ta là như vậy. Như các bạn đã biết, thời xa xưa trước đây, xã hội của chúng ta chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các lề giáo phong kiến, trong đó có tư tưởng cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Ở thời điểm này thì có một đôi trai gái yêu nhau rất là mặn nồng, nhưng mà cô gái là con của một vị quan giàu có, là một tiểu thư đài cát xinh đẹp, nhưng cô lại yêu một chàng trai mồ côi nghèo khó. Nghe tới đây thôi là các bạn cũng có thể hình dung ra được kết quả của nó như thế nào rồi đúng không? Một màu sắc ly tán sắp sửa diễn ra đâu đây. Và quả thật đúng như vậy, quá đau khổ, cả hai đã cùng nhau ra bến thuyền của chùa Thiên Mụ để tự vẫn. Nhưng mà đời thì chớ trêu thay, chàng trai thì chết dưới sông Hương, còn cô gái lại dạt vào bờ và được người dân cứu sống. Sau đó gia đình đã đưa cô gái về và ép lấy một người giàu có. Thời gian trôi qua, nàng dần quên đi những kỷ niệm đẹp với chàng trai năm nào. Còn chàng trai nằm dưới sông Hương chờ người yêu mà không thấy đến, nên uất hận cho số phận và nhập vào ngôi chùa Linh Mụ này cùng với một lời nguyền rủa: bất cứ đôi trai gái nào yêu nhau mà đến đây thì tình yêu sẽ đổ vỡ và chia tay. Lời nguyền được người đời truyền miệng cho đến ngày hôm nay, khiến cho ngôi chùa Thiên Mụ càng trở nên linh thiêng và huyền bí. Tuy nhiên, sư thầy ở đây đang tu hành thì cho biết rằng chuyện người đời nói ở chùa mang lời nguyền tình duyên là không có. Và ông còn giải thích thêm, thời xa xưa trong khuôn viên cây cối rất là nhiều, các cặp tình nhân thường rủ nhau đến chùa, lợi dụng cây cối trong chùa xanh tốt nên đã làm chuyện trái với lưng thường đạo lý. Không thể chấp nhận được điều đó, người dân đã dựng lên câu chuyện về lời nguyền để giữ sự thanh tịnh cho ngôi chùa. À mà sẵn đây, bạn nào xem trên kênh của mình mà có thêm thông tin về những ngôi mộ này thì hãy cho Hữu và các bạn xem đài khác những thông tin về những ngôi mộ này nhé, bằng cách ghi lại ở phần nhận xét giúp mình nhé. Như vậy, mình và các bạn đã đi được qua 3 công trình có mặt tại cố đô Huế này. Mà theo mình, mỗi công trình đều có một vẻ đẹp và một ý nghĩa rất riêng. Ở tập tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau khám phá kinh thành Huế, nơi được cho là khi đến Huế mà chưa đi đến đó là coi như chưa đi đến Huế luôn nha các bạn. Kinh thành Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Quả thật đó là một niềm vinh hạnh đối với người Việt của chúng ta, có đúng không nào? Mời các bạn xem công trình kinh thành Huế này ở tập tiếp theo nha. Còn bây giờ, Hữu xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi trên kênh của mình. Nếu có thể, hãy ủng hộ Hữu bằng cách like, share và đăng ký kênh này nhé. Hữu xin chào tạm biệt và hẹn mọi người ở những video clip tiếp theo. Xin chào.